tức mình quá. Thằng Thế đâu? Kêu nó ra đi. Ra đi gặp tôi liền. Bây giờ thằng Thế không có ở nhà, có thằng cha nó đây nè, qua đây làm ôm sùm. Anh muốn gì? Muốn gì hả? Tôi hỏi anh nè, anh dạy dỗ con cái anh sao mà nó qua nó gặp cháu tôi, nó xúi cháu tôi làm bậy làm bạ kìa. Anh đừng có nói lãng thúi nha, anh đừng có vu oan giá họa cho con tôi ra. Ở đâu ra? Ở đâu ra vu oan giá họa? Bằng chứng rõ ràng nè. Bằng chứng gì? Bây giờ nó lớn đùng như vậy, nó đi dụ dỗ cháu anh. Cháu anh có chút xíu vậy mà dụ dỗ cái gì? Trời ơi, chính vì có chút xíu gì đó mới dễ dụ dỗ chứ. Nó dụ dỗ người lớn nó sao nó dụ dỗ được. Đây nè, nó có sách mít có chứng nha. Cái gì trong đó? Đưa đây coi. Cái gì hả? Đọc đi. Đọc đi. Nghĩ sao vậy? Thôi anh đừng có tào lao quá anh ơi. Gì? Thằng Thế nó không biết một chữ nào, tự nhiên nó ghi cái này nó đưa cho cháu anh làm gì? Trời ơi, chính vì nó không biết chữ nào cho nên nó mới nhờ cháu tôi viết giùm nó cái đơn xin được yêu cô giáo. Trời ơi, nghĩ sao mình bắt con cháu tôi viết cái đơn này xong cái nó cầm nó đưa cho cô giáo tưởng nó yêu cô giáo chút xíu là đuổi học nó rồi kìa. Không mệt. Bây giờ mắng dốt tôi lên gặp cô giáo nó mặt mũi nào. Trời ơi, không nghĩ đây sao nè vậy? Tôi nói cho anh nghe nha, anh đừng có vu oan cho thằng Thế nha. Thằng anh? Thế nó không có cái trò mà đi yêu cái cô giáo tào lao gì vậy kìa. Anh á mà anh vu oan cho nó thằng quốc anh á, không có giỡn chơi đâu. Anh quốc tôi. Trời ơi, sẵn sàng tiếp chiêu. Trời ơi, khát khô cái lẹp đồ quánh cái đuối à. Bây giờ sao? Vô. Bây giờ anh muốn gì? Anh vô đi. Trời ơi, tí vô. Sống nhậu vô. Chú Tư. Vậy hai người có chuyện gì mà có mày về là tốt rồi. Dạ. Đúng rồi. Quá tốt luôn, ngồi xuống đây này. Nghĩ sao mà mày dụ dỗ cháu tao với một cái đơn xin được yêu là cầm cái đơn nó đưa cho cô giáo hả? Có không? Nghĩ sao vậy? Ủa cái này nè, mày trực tiếp mày gặp cô giáo mày tỏ tình đi, mày nhờ cháu tao viết làm cái gì để cho bà hiểu lầm. Đơn xin được yêu thiệt hả tí? Đơn này nè, đơn xin được yêu nè, có phải của mày không? Ủa gì kỳ vậy trời? Gì kỳ? Sao chú Tư cầm vậy? Thì cô giáo đưa cho tao, tao cầm đi làm gì? Ủa, cái đơn này đâu có đưa cho cô giáo, cái đơn này là đưa cho... Rồi rồi, hiểu luôn. Là sao? Có nghĩa là cái đơn này định đưa cho con Ánh đúng không? Còn cái đơn xin nghỉ học là định đưa cho cô giáo đúng không? Mà đưa lộn phải không? Ơi, trời ơi, tí ơi, chết con rồi tí ơi, lộn địa chỉ rồi. Chú Tư hại cũng không à? Mày á, nhiều trò lắm, hại đi mà hại. Chú Tư gì đánh nó thêm một trận nữa đi. Ủa đánh nữa hả? Trời ơi, chết con rồi. Chết con rồi. Tự nhiên mà mày gây ra chuyện một mình lôi cháu tao ra bắt tao đánh nó mấy trận vậy hả? Ông dịch. Ông cũng hằng quá mà. Dù gì? Cũng thích đánh cháu lắm cho nên nó mới xúi. Uống miếng nước cho hạ quả nè. Ủa, tôi cũng thích đánh cháu lắm hả? Sao tôi khờ? Đè cháu ra quấn hoài vậy? Uống đi. Uống đi rồi về có sức quánh nữa.